Cả nhà lâu quá trở lên bãi này, giờ bích chân rồi đây, phủ hết rồi. Giờ này nắng sáng rọi ngay chân hướng mặt trời, ngồi đây cũng hơi hơi chói nắng nè. Đây mà nãy giờ cũng mới lên chỗ này, nước giờ này cũng sắp gồng rồi đây. Thôi để mình dọn lại cái chỗ đang mình móc cái lỗ coi, dọn lại ngay đó đó. Dọn xong cái chỗ rồi, nước nay đỏ quá, đỏ không biết sao đây. Đây mồi câu của mình đây, không biết thấy không nữa đó, mồi câu FC trọng mồi cái cây, trọng mồi thả thính cũng mồi mà câu cũng mồi. Đây loại cám tanh, cáo này mình cũng có bán đó nha, cái nước sông chỉ đơn giản khỏi pha thêm gì hết á, chỉ múc đổ đổ mồi ra, múc nước sông trộn sáo sáo lên dẻo dẻo rồi móc vô lưới câu đựng gã à, câu không có trộn gì nhiều chứ. Mồi chỉ đem về là chỉ đổ ra rồi móc nước, nước dưới chỗ câu đó, chỗ cái sông đó thì trộn lên cái là rồi. Lấy này thả xuống dưới mớ thính này. Cái thảy đâu vô trong mé không biết. Rồi con này mình sáo sáo lại cái dẻo dẻo mình chút cá lại rồi mình xuống cần. Nó chạy đâu. Cha đây được em cá cha, đây lấy nhớt cá cha này nó nhỏ mà nó bị bệnh hay gì đâu, thôi thả đi. Ghế gì tực 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 không à, dù phi em dù phi nhấp nhấp nè. Goofy Goofy dính là mang mới ghê chứ. Dính bụng rồi thôi, dính gì ngặt ngặt không à, dính mang dính bụng. Dảnh
câu vẫn ngặt ngặt không ta, dứt cái đuôi. Trời ơi, hết biết thiệt chứ, cái cha mới dính cái đuôi. Ừ. Cái cha này cũng to nè, mà nó dính cái đuôi. Yeah. Cá này cầu dính không hiểu nổi, dính bụng, dính đuôi, dính mang. Dĩa nè mẹ Vinh, chạy đi. Dính cái cha mà dính vô đó là ngặt thiệt chứ. Cái cha bị lớn mà dính, nó lồi dính vô đó, dính vô cỏ. Gỡ coi. Cái dảnh cái ghế tực 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 ha. Giật giật. Mẹ Vinh ơi, vậy bắt không được nữa. Ôi ơi rớt luôn. Cha ơi, nhìn cái cha
Trời ơi. Hết biết thiệt chứ. Với nào lâu kiến. Tưởng ông gì ông ăn. Giật lính hay ông qua mà ăn cá nè. Thôi, ôi. Dính cá rô biển nó cũng mò nó dính trong đó nữa. Đấy, rô biển nè, rô biển nước ngọt nhỏ quá thôi thả đi. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Đồ phí. Dẫn. Phi ngô phi cái này ngô phi sao nó không được to à. Cái dẫn đây thành quả được nhiêu đây, cần thủ giờ nhiều quá, câu dứt hết cá câu rồi. Bữa là đi câu được nhiêu đây nè, kệ câu một chút xíu làm được nhiêu đây cũng đủ ăn được ngày rồi, đỡ khỏi tốn tiền mua đó, nhiều cá đó cũng ngon lành ha. Thôi mình cũng kết thúc video đây luôn, hẹn cả nhà video tiếp theo.